em xin báo cáo đề tài nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cần lâm sàng và kết quả điều trị nấm phổi xâm lấn do áp bacillus tại Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai. Nhiễm nấm xâm lấn được xác định khi có sự hiện diện của nấm, có thể là nấm men, nấm mốc hay nấm lưỡng hình tại các mô xấu của cơ thể, được khẳng định bằng các xét nghiệm mô bệnh học hoặc nối cậy. Trong đó nhiễm nấm xâm lấn, nhiễm nấm máu và nhiễm nấm phổi là hai thể bệnh phổ biến nhất. Rất nhiều loài nấm có khả năng gây bệnh cho phổi, thường gặp nhất là áp bacillus. Hiện nay ở Việt Nam, nấm phổi xâm lấn có xu hướng gia tăng, trong khi đề tài nghiên cứu về nấm còn hạn chế. Về chúng em thực hiện đề tài nghiên cứu với hai mục tiêu chính: một là mô tả đặc điểm lâm sàng, cần lâm sàng nấm phổi xâm lấn do áp bacillus tại Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai; thứ hai là nhận xét kết quả điều trị nấm phổi xâm lấn do áp bacillus tại Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai. Theo Perkoffer và cộng sự, tỷ lệ nhiễm nấm xâm lấn tại Australia là 42 trường hợp trên 1.000 bệnh nhân có yếu tố nguy cơ, 2,36 trường hợp trên 1 triệu dân. Trong đó tỷ lệ tử vong khá cao, tỷ suất tử vong thô 62 tuần là 34%. Nhiễm nấm phổi xâm lấn thường gặp trên những bệnh nhân cơ địa có suy giảm miễn dịch, một số yếu tố cơ địa gây bệnh như bệnh có sử có giảm bạch cầu trung tĩnh trong vòng ít nhất 10 ngày, nhận ghép tế bào gốc đông loại, sử dụng corticoid kéo dài, điều trị với các thuốc ức chế miễn dịch khác ạ. Theo định nghĩa đông thuần của Tổ chức Châu Âu về nghiên cứu và điều trị ung thư, nhóm hợp tác về nhiễm nấm xâm lấn và Viện nghiên cứu bệnh dị ứng và nhiễm nấm quốc gia, nhiễm nấm phổi xâm lấn được chẩn đoán chia thành 3 nhóm: chẩn đoán chắc chắn nhiễm nấm xâm lấn ở phổi, chẩn đoán nhiều khả năng nhiễm nấm xâm lấn ở phổi và chẩn đoán có thể nhiễm nấm xâm lấn ở phổi. Về điều trị, lựa chọn điều trị ưu tiên là voriconazole đường uống hoặc đường truyền tĩnh mạch, thì hiện nay trên thị trường Việt Nam là không có thuốc ạ. Vì thế sử dụng ở Việt Nam hiện nay là lựa chọn thay thế hoặc lựa chọn khác với amphotericin B, liposomal, các phức hợp lipid khác của amphotericin B, carfofungin, bicarfungin hoặc là itraconazole. Về đối tượng nghiên cứu, 38 bệnh nhân nấm phổi xâm lấn do áp bacillus tại Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai. Thời gian nghiên cứu là từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 7 năm 2018. Nghiên cứu hồi cựu tiến cựu mô tả chung cả bệnh với áp dụng cỡ mẫu thuận tiện. Về kết quả nghiên cứu, về phân bổ bệnh nhân theo tuổi và giới, ở 38 bệnh nhân tỷ lệ nam trên nữ là 1,9, độ tuổi trung bình là 53,5 cộng trừ 2,328. Kết quả này cũng tương đồng với kết quả của Anna Allen nghiên cứu ở 23 bệnh nhân nghi ngờ nhiễm nấm xâm lấn tại bệnh viện Vigran Tây Ban Nha trong 4 năm từ 2010 đến 2014. Về các tỷ lệ các yếu tố nguy cơ thì thường gặp nhất là bệnh nhân sử dụng corticoid kéo dài với 6 bệnh nhân chiếm tỷ lệ 15,8%, giảm bạch cầu đa nhân trung tĩnh 2 bệnh nhân với 5,3%. Về các bệnh đông mắc của nhiễm nấm xâm lấn, bệnh máu 3 bệnh nhân với 7,9%, bệnh nhân đái tháo đường gặp nhiều nhất là 16 bệnh nhân với 42,1%, bệnh nhân COPD 5 bệnh nhân với 13,1% và bệnh phổi tạo hạng là 8 bệnh nhân với 21,1%. Về ta cũng nhận thấy triệu chứng cơ năng và toàn thân của bệnh nhân nhiễm nấm phổi xâm lấn thì không đặc hiệu. Các triệu chứng cơ năng và toàn thân tương tự giống như các bệnh nhân nhiễm trùng khả cầu phổi, với ho đơm chiếm tỷ lệ cao nhất 24 bệnh nhân với 63,2%, sốt 20%, 20 bệnh nhân với 52,6%. Ngoài ra có triệu chứng như đau ngực, khó thở, ho máu hoặc khó khan. Hội chứng nhiễm trùng 18 bệnh nhân với 47,4% bệnh nhân. Về triệu chứng thực thể thường gặp nhất là rán ẩm, rán nổ phổi 25 bệnh nhân với 65,8%. Về các tổn thương trên phim cắt lợi vi tính lồng ngực thì thường gặp nhất là tổn thương háng 17 bệnh nhân với 58,6%, tổn thương đông đặc 12 bệnh nhân với 41,4%. Ngoài ra còn có tổn thương dấu hiệu quang sáng và tổn thương hình ảnh liêm khí chiếm 2 bệnh nhân với 6,9%. Theo Greener và cộng sự nghiên cứu trên 235 bệnh nhân nấm phổi xâm lấn do áp bacillus thì có 94% bệnh nhân có lớn hơn một nốt lợn, dấu hiệu quang sáng chiếm 61%, tổn thương đông đặc 30% và tổn thương háng 20%, tổn thương liêm khí chiếm 10%. Tỷ lệ của nghiên cứu của chúng tôi có khác với Greener, có thể do là số lượng bệnh nhân trong nghiên cứu là ít hơn rất nhiều so với nghiên cứu của Greener và cộng sự. Trên đây là hình ảnh dấu hiệu, hình ảnh halosa hay gọi là dấu hiệu quang sáng ở một bệnh nhân nữ 17 tuổi, chẩn đoán là nấm phổi xâm lấn sốt kéo dài trên đợt cấp lúc của ban đầu hệ thống. Dấu hiệu quang sáng được định nghĩa là cái tổn thương đông đặc, ranh giới không rõ và có hình ảnh kính mơ xung quanh. Đây là hình ảnh cắt lợi vi tính của dấu hiệu liêm khí ạ. Về xét nghiệm tim nấm thì có xét nghiệm vi sinh gồm có soi tưới tim nấm và nuôi cấy bệnh phẩm. Thì có về soi tưới tim nấm có 3 bệnh phẩm là bệnh phẩm đơm, bệnh phẩm dịch phế quản và dịch mang phổi. Với bệnh phẩm đơm dương tính ở 9 bệnh nhân với 23,7%. Còn nuôi cấy tim nấm có bệnh phẩm đơm và bệnh phẩm dịch phế quản dương tính ở 8 bệnh nhân với 21,1%. Có 2 bệnh nhân có tổn thương háng vỡ vào khoang mang phổi gây tràn dịch mang phổi, thì cả 2 bệnh nhân đều có soi tưới tim nấm dương tính và nuôi cấy nấm dương tính ạ.
Về trong số những bệnh nhân nuôi cấy dương tính ở nhóm chẩn đoán chắc chắn hoặc nhóm nhiều khả năng nhiễm nấm xâm lấn thì 15 bệnh nhân với 40,54% bệnh nhân dương tính, trong đó 13 trường hợp định loại được aspergillus và thường gặp nhất là aspergillus fumigatus 92,3%, aspergillus flavus 7,7%. Kết quả này cũng tương tự với một số nghiên cứu khác trên thế giới như Sung Jiong hoặc là Anna Aller. Đây là hình ảnh nuôi cấy nấm theo hình ảnh A là hình ảnh cùng nấm aspergillus fumigatus với cái cùng nấm màu xanh xám. Còn hình ảnh số B là hình ảnh aspergillus flavus với cùng nấm màu vàng xanh ạ. Về xét nghiệm nấm để giải phẫu bệnh, 27 trên 38 bệnh nhân của chúng tôi được làm xét nghiệm giải phẫu bệnh với hình ảnh tế bào học thể sờ nấm dương tính ở 2 bệnh nhân với 5,3%, sinh thiết xuyên thanh ngực dương tính trên 11 bệnh nhân với 28,9%, mô bệnh học sinh thiết qua nội soi phế quản dương tính ở 14 bệnh nhân với 36,8%, và có 2 bệnh nhân sau mổ thì là dương tính là 5,3%. Về phân loại chẩn đoán nấm phổi xâm lấn, kết quả chẩn đoán nhóm chắc chắn nhiễm nấm xâm lấn chỉ 14 bệnh nhân với 36,9%, nhiều khả năng nhiễm nấm xâm lấn 23 bệnh nhân với 60,5%, có thể nhiễm nấm xâm lấn 1 bệnh nhân với 2,6%. Kết quả này của chúng tôi cũng tương đương với kết quả của Anna Aller và cộng sự. Về điều trị khởi đầu của nấm phổi xâm lấn thì có 36 trên 38 bệnh nhân đồng ý điều trị nấm xâm điều trị, trong đó chiếm tỷ lệ cao nhất là liposoma amphotericin B với dược phẩm trên lâm sàng là Amphalip, có 19 bệnh nhân với 52,78%. Amphotericin B đều citrullinated với dược phẩm trên lâm sàng là Amphotet, 11 bệnh nhân với 30,55%. Ngoài ra có itraconazole với dược phẩm là Sporanox và fluconazole. Trong số 36 bệnh nhân được điều trị thì có 14 bệnh nhân điều trị thay thế. Trong đó 14 bệnh nhân trong quá trình thì phải điều trị thay thế thuốc, trong đó thay thế chủ yếu nhiều nhất là lựa chọn thay thế hàng đầu là Amphalip, 8 bệnh nhân với 57,1%. Ngoài ra còn có Amphotet và Sporanox. Lý do điều trị thay thế phổ thường gặp nhất đó là nhóm phản ứng dung thuộc và độc tĩnh thần, chiếm 6 bệnh nhân với 42,86%. Ngoài ra có bệnh nhân có lâm sàng nặng hơn, không cải thiện về lâm sàng, chiếm 1 bệnh nhân với 7,14%. Về trong số 36 bệnh nhân điều trị thì có 19 trên 36 bệnh nhân phải sử dụng thuốc kháng sinh trong kết hợp trong quá trình điều trị thuốc chống nấm. Và lý do thường gặp nhất là lâm sàng không cải thiện, sổ dài dẳng, 18 bệnh nhân chiếm 94,7%. Về mối liên quan giữa lựa chọn khởi đầu điều trị chống nấm và kết quả lâm sàng thời điểm ra viện thì đánh giá theo trực quan thấy ở những bệnh nhân lựa chọn nhóm polyen tức là nhóm amphotericin B thì kết quả điều trị thuyên giảm và hệ chiếm cao hơn rõ rệt so với nhóm lựa chọn nhóm triazole là fluconazole và itraconazole. Về tác dụng phụ không mong muốn trong quá trình dùng thuốc ở 36 bệnh nhân thì phản ứng thường gặp nhất đó là phản ứng hạ kali máu 14 bệnh nhân với 38,89%, phản ứng dùng thuốc sốt rẻ run hoặc là độc tĩnh thần chỉ 13 bệnh nhân với 36,11%, ngoài ra có độc tĩnh gan 6 bệnh nhân với 16,7%. Sau đây là một số kết luận trong quá trình nghiên cứu về đặc điểm lâm sàng cần lâm sàng của nấm phổi xâm lấn. Thứ nhất là nam thường gặp nhất 65,8%, tuổi trung bình là 53,5 cộng trừ 2,328, thường gặp nhất là bệnh nhân lớn hơn 50 tuổi chiếm 50%. Yếu tố nguy cơ nhiễm nấm thường gặp nhất là sử dụng corticoid cỡ dài, bệnh động mạch thường gặp nhất là đái tháo đường. Triệu chứng cơ năng và triệu chứng toàn thân thường không đặc hiệu với ho đơm, sốt, đau ngực, hội chứng nhiễm trùng. Hình ảnh trên phim cắt lợn vi tính thường gặp nhất là tổn thương háng, tổn thương đông đặc, dấu hiệu quang sáng, dấu hiệu liêm khí. Tỷ lệ nuôi cấy dương tính là 40,54%, chữa là aspergillus fumigatus với 92,3%. Phân loại chẩn đoán thì nhóm chắc chắn, nhóm nhiều khả năng chiếm cao nhất với 60,5%. Về nhận xét kết quả điều trị nấm phổi xâm lấn thì có 94,7%, 36 bệnh nhân đồng ý điều trị thuốc chống nấm. Lược thuộc chống nấm lựa chọn điều trị khởi đầu chữa là nhóm polyen chiếm 83,33%, trong đó liposoma amphotericin B là Amphalip chiếm tỷ lệ 52,78%. Có 14 là 14 bệnh nhân 38,9% thì bệnh nhân phải thay thế thuốc, trong đó điều thay thế chủ yếu là Amphalip chiếm 57,1%. Và lý do thay thế thuốc thường gặp nhất là độc tĩnh thần và phản ứng khi dùng thuốc chiếm 42,86%. Có 52,7% bệnh nhân dùng kháng sinh kết hợp, trong đó lý do chủ yếu là lâm sàng không cải thiện, bệnh nhân còn sổ dài dẳng. Trong hai nhóm lựa chọn khởi đầu thì tỷ lệ bệnh nhân thuyên giảm và bệnh nhân hệ triệu chứng lâm sàng ở nhóm bệnh nhân sử dụng amphotericin B cao hơn nhóm sử dụng triazole. Tác dụng phụ không mong muốn trong quá trình dùng thuốc thường gặp nhất là hạ kali máu chiếm 38,89%, ngoài ra còn độc tĩnh thần và phản ứng dùng thuốc. Bài trình bày của em đến đây là kết thúc, em xin chân thành cảm ơn ạ. Cảm ơn bác
sĩ Như Quỳnh đã báo cáo một đề tài mà rất là cần thiết trong thực hành, cũng như là cái nội dung này là cái vấn đề mà đang được quan tâm rất là nhiều. Thì không biết là quý vị đại biểu chúng ta có câu hỏi hay là chia sẻ gì thêm về cái chủ đề này với báo cáo viên hay không ạ? Nếu không thì xin có câu hỏi cho báo cáo viên. Trong cái các cái báo cáo thì trong báo cáo của mình á, thì cái chẩn đoán xác định tỷ lệ là thấp hơn, chỉ là 36% thôi, còn lại là khả năng là mình chẩn đoán dựa vào các cái tiêu chuẩn về lâm sàng cũng như các hình ảnh về lâm sàng khác. Cái này mình có thể giải thích thêm hay không? Cái thứ hai nữa là các cái xét nghiệm chẩn đoán dương tính á, thì trong đó là dịch màng phổi là gần như là 100%, so với các bệnh phẩm khác thì nó rất là thấp. Thì cái này cũng báo cáo viên cũng có thể giải thích thêm. Vâng, em xin cảm ơn câu hỏi của cô ạ. Sau đây em xin trả lời câu hỏi thứ nhất, đó là trong cái chẩn đoán xác định á, thì chẩn đoán xác định của bệnh nhân của em là chiếm tỷ lệ là 36,9%. Thì cái chẩn đoán xác định nhiễm động phổi xâm lấn ở theo cái tiêu chuẩn của Hội đồng châu Âu thì chẩn đoán xác định là phải có kết quả mô bệnh học hoặc tế bào học, hoặc là kết quả nhiễm soi trực tiếp và nuôi cậy bệnh phẩm tổn thương phổi lấy bằng phương pháp vô trùng, ví dụ như chọc hút băng kim nhỏ hoặc là sinh thiết tổn thương phổi dưới hướng dẫn của siêu âm và chụp cắt lớp vi tính ạ. Thì thứ nhất là trừ dịch chữa phế quản phế nang, như là những bệnh nhân của mình vào viện bệnh động phổi xâm lấn thì cái tỷ lệ sinh thiết của mình, như là cơ sở thực hiện được bệnh phẩm sinh thiết nó cũng khá là ít ạ. Và thứ hai nữa, không phải các bệnh nhân đều có tiêu chuẩn để sinh thiết phổi trên tổn thương cắt lớp vi tính ạ. Thì vì thế nên là kết quả chẩn đoán chắc chắn nhiễm động phổi xâm lấn ở mình cũng là ít hơn so với bệnh nhân cũng ít hơn so với các nhóm khác ạ. Về thứ hai đó là thưa cô, đó là chẩn đoán bệnh phẩm có hai bệnh nhân, là tại vì hai bệnh nhân đấy là tổn thương ban đầu của bệnh nhân là tổn thương háng ạ. Sau đấy thì cái tổn thương háng trong quá trình điều trị thì tổn thương háng vỡ vào khoang băng phổi gây ra một cái tràn mủ băng phổi ạ. Thì chỉ có hai bệnh nhân đấy thì kết quả nuôi cậy đều là dương tính ạ, tức là cái là theo tiến triển của bệnh nhân, còn chỉ có hai bệnh nhân thì là 100% thôi ạ. Tôi hỏi là hai bệnh nhân mà không từ chối điều trị đó thì các em có theo dõi họ không, và kết quả họ như thế nào? Dạ, hai bệnh nhân đấy thì em theo dõi được một bệnh nhân ạ, là tại vì một bệnh nhân là trong quá trình làm tiến cữu ạ, còn một bệnh nhân đó là theo dõi về hồi cữu ạ. Thì cả hai bệnh nhân đấy đều là lâm sàng bệnh nhân rất là nặng, vào viện lúc chẩn đoán ra nấm thì bệnh nhân ở trong bệnh cảnh là suy hô hấp và sốt kéo dài liên tục, cho nên một bệnh nhân là 77 tuổi ạ, và một bệnh nhân là tầm 65 tuổi ạ, và bệnh nên là một bệnh là bệnh máu và bệnh lupus ban đầu hệ thống ạ. Thì cả hai bệnh nhân thì đều ra đi xin về, sau đấy thì có một bệnh nhân là tử vong sau khoảng một tuần ạ. Cảm ơn em. Rồi còn quý đại biểu nào hỏi thêm gì nữa không ạ? Nếu không thì xin cảm ơn bác sĩ Quỳnh Như Quỳnh, và sau đây